Chợ Đình. Chợ Đình. Ờ. Ờ chừng nào chị Hai vô tới, Hai điện Hai từ từ không à. Ờ chừng nào Hai tới Hai điện. Từ từ từ. Nói chung là bữa hôm bữa kia đạo sĩ Hải Quỳ là tìm con phải không? Tìm con thì hôm nay nó thấy là động rồi, gọi điện thoại để về kêu lên đưa con về, phải không? Rồi bây giờ anh em sẵn sàng đưa con về, bây giờ có đợi lợi nào hả? Bây giờ này thì mới đây thì gia đình mình về báo tin đúng không? Nhờ anh em thì xuất Bình Dương để giúp tìm một gọi là cô con gái, năm nay là hơn 15 tuổi. Hiện nay theo thông tin gia đình mình đăng tải là con mất tích. Nhưng đến giờ phút này là anh em chia sẻ lên tất cả trang mạng xã hội thì các anh em đang tìm và biết được thông tin hiện nay con của chú đúng không? Con của chú là 15 hơn 15 tuổi là hiện nay đang gọi là bị nhốt giam giữ ở trong một cái quán cà phê tròi đúng không? Thì anh em ở đâu? Long Thành ở đâu? Long Thành Biên Hòa đúng không? Long Thành Đồng Nai đúng không? Để sang Bình Dương để nhờ anh em mình đi Bình Dương đúng không? Thì con chú này đi lâu chưa? Lớn tiếng lên. Mùng 2 tháng mấy? Mùng 2 tháng 6 năm 2023 đúng không? Vậy là khi đi là con của chú mang theo những cái gì? Đồ chứng minh thôi. Đồ chứng minh con trước khi đi là có báo là gia đình là con đi kiếm tiền hay con đi đâu không? Không. Không luôn à? Vậy là con mất tích đến giờ phút này là báo tin về gia đình chưa? Có. Hôm nay báo đúng không? Ừ. Bây giờ chú, vậy là chú đi từ lúc mấy giờ mà giờ này sang đây? Bây giờ là 14 giờ chiều rồi. Tiếng rưỡi hả? Mệt không? Mệt lắm không? Đi này, cái chuyến đi này, cái cuộc hành trình để đi tìm con và đi cứu con về gia đình mình có hồi hộp không? Lo lắng điều gì không? Lo lắng điều gì à? Điều gì mà nhất là hiện nay là điều gì? Em gái à? Em là chị hả? Cho các cô chú anh biết không? Lớn lên. Dạ không. Chị có gì đúng quá không? Em nói thôi đúng quá, nói rồi đi thôi đi. Đúng quá, đi đúng không? Đi leo lên thôi, quay qua. Bây giờ anh em đoàn sĩ Hải đi giúp dân nha. Thì giúp cho dân yên đưa đi cho phải đi. Nhưng mà đi đoàn sĩ Hải đi giúp dân. Đi. Bây giờ đi. Đâu kêu chủ kìa phong. Không gì được rồi, đâu gì đâu. Cái gì? Chứ đừng. Chứ vô đó cội người ta, thấy không? Vô cái về con về đi. Bây giờ anh em vô quán nha, anh em vô quán. Đâu, nó đâu? Đâu? Bà nói đâu đâu? Cái đó
về đi, kêu nó về đi, kêu kêu bé về đi, kêu kêu bé về, kêu bé về, bé đâu, kêu bé về đi, nè bé đâu về đi, thôi chưa hồi nó về, thôi làm gì, thôi là còn nhỏ chưa đến tuổi gì niên, trên con gì niên mà làm gì, trời ơi, và bà biết rồi, thôi chưa con gì niên cho nó về đi, về đi, không về thì kêu ấy lợi, thứ hai không có không có về, về cô là người nhà, cô là vậy hả? Đây là ba rồi. Cô là biết rồi, thôi thôi kêu nó về đi con nhỏ. Về. Về. Về con. Về đi, bây giờ cô Quý Thanh Hải nè, bây giờ nó còn nhỏ không có mượn kỳ ai đó. Mượn kỳ là kêu ăn phường vô. Cô Quý Thanh Hải sĩ. Nó dặn thì về nó thiệt được nó luôn. Nếu mà phải cái thôi giờ kêu phường lại đi điện phường không phải, nhưng mà nó còn nhỏ mình không có nhận được vô, mình không có nhận nó vô còn nhỏ chưa đến cô gì niên. Thầy có nói gì không? Cô nó sống đàng hoàng không nhau, anh nói sống đàng hoàng anh nói rồi, anh biết cho làm ăn, anh biết quán cho làm ăn, cho làm ăn đàng hoàng, nhưng mà phải con nhỏ thì nó trên 18 tuổi thì được. Đó tại vì tôi nói nó nhả nó vô mà. Không biết không phải ý là không phải ý là không phải biết hiểu rồi, nhưng mà thôi bây giờ nè, tôi muốn cho nó làm ăn đàng hoàng, nếu bây giờ đưa nó về không có hay hết á, nó còn nhỏ chứ cô gì niên. Biết sao bây giờ cho nó về, nó còn nhỏ mà. Nó chưa đấy cũ sao ai mà dám chứa nó, chứa là bậy không? Biết rồi thì cô sống đàng hoàng, cô hãy cho làm ăn, cô làm ăn, cô làm bắt con ấy, hiểu không? Không bây giờ tôi không chứa nó, thẳng luôn. Đúng rồi, cho về đi. Vậy? Nó đi đâu? Chưa cũ mà chừng nó 18 con được. Làm ăn gì? Ẩm đi về đi. Thôi ẩm đi về đi. Ẩm về. Ẩm về ba là ẩm đi về đi. Anh em là ẩm về đi. Đưa nó về đi. Đưa về. Đưa về. Thôi đi về đi con. Về đi con. Alo. Chị ở đâu? Chị dù gì nè, chị đến Bù Điện Bình Dương, chị hỏi chị điện câu đến Bù Điện Bình Dương hoặc bến xe Bình Dương, chị điện câu nha. À chứ là mấy anh em đâu không biết vậy. Về đi nhà mình qua. Bến xe buýt Bình Dương á, rồi. Bến xe Bình Dương hoặc là Bù Điện Bình Dương rồi, chị đến đó chị điện câu, cô giúp cho chị rồi. Rồi rồi. Rồi rồi. Sơ muốn gạt nhỏ. Gạt nhỏ rồi mẹ em sao bị đâu kìa. Rồi. Không cậu này biết mà làm ăn tôi đâu có ấy gì luôn. Nhỏ tuổi đi ra đường người ta gạt chết luôn, chồng chỗ khác chết luôn. Chị ơi, chị đồ không lấy đâu, chị lấy đồ bé ra đường đi. Nói chung nó lại đây không có đồ gì đó, là đồ nó mua đồ đó. Cho nó về lẹ đi, để công ấy ở quán cà phê cho dòm, cho làm ăn, con muốn cho làm ăn hiểu không? Con muốn là cho nó về đi, cho nó về ra ngoài đi, không ở đây về đi. Về đi. Cho hai đầu đi. Nó thiếu chị nhiêu? Là thằng cha theo nó đi xe tiểu hai đó. Chở chồng á, chở nó đi tới chưa? Nó ở đây làm công việc gì vậy chị? Nó tôi không biết nó làm gì mà không, nó đang ở nhà chị, nó làm công việc gì? Nó làm căn cước hay chị không? Có. Nó xin chị, nó nói làm sao? Nó nói vậy nè, con á, con vô công ty mà con thất nghiệp tới á, thành ra con không có tiền, cho giờ con kêu cho ông chở con từ sáng giờ đi, từ sáng tới chiều tới đây thì á lại ngang đây là thấy để bản nợ kia cần người làm cái ghé vô. Thì thằng cha nó biểu tôi trả tiền cho nó, tôi trả nó biểu tôi cho mượn trả đó. Thôi người nhà mày ba khỏe không? Thôi được, hết đừng làm thầm.
cho cái làm ăn thôi, về về đi, đứng về đi. Thôi đừng la, đừng la mà đừng la. Mình đâu? Về đi. Mình đi. Biết tôi đâu rồi, tôi không biết. Rồi, anh tên đâu rồi? Ờ, nó giữ cho à, nó sợ mất đó. Đó. Nói vô đây có phước lắm á. Đây, đây, đưa cho ba nó kìa, đưa ba nó. Ờ, đúng rồi. 200 cho phái luôn. Thì sáng năm nào chả người ta có đuổi. Trả cho ta đi, trả cho ta. Đó thấy không, tôi sợ mất, tôi giữ chùm nó thôi, cũng đàng hoàng. Vô nó gửi. Bởi nó thương tôi á, tôi nói con nhỏ lắm, con muốn... Ờ, con nhỏ, ừ. Con muốn làm về nhà nói chuyện cho mẹ xong coi đâu là. Ừ, ừ. Quần áo lấy ra rồi không? Quần áo lấy ra rồi. Mấy anh bỏ thôi, tôi biết gì. Tôi có cái, tôi mới nói đó, hồi nãy là ngủ đi, trưa không có mặn gì, con ngủ nào có khách hay dùng nước. Tôi sợ nó ốm, tôi mua đồ, tôi kêu nó ăn, chắc ốm quá. Con gái, theo đó, theo con. Có đường nào ra? Không, 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 không. Con về đi thì nhà ba mẹ nó cho luôn. Cái giỏ đồ là giỏ đồ của nó luôn, không có được lộ, phải giỏ đồ được. Đó luôn đó. Về đi, còn nhỏ mà ấy, thấy không? Ừ. Còn nhỏ mà thôi. Thôi tao có không? Có gì điện nói chuyện. Ờ, điện nói chuyện. Đâu rồi? Lại em tao. Tao có giữ. Tao lên bàn đó. Nó hổng quá bà lớn, hổng quá. Em nhà thương mình thôi. Gặp vô khác, nó khác, bên hội bên nè. Ở đây tôi là đạo đức, không có. Rồi có thằng hỏi chưa? Rồi đi dở đi về đi. Để mày đây nè. Trời. Lấy nón bảo hiểm rồi đội lên. Đội lên đi. Không phạt chết à con. Đây bận mùng dạ vô trời đi bận kỳ á. Không sao, cho nó về. Đâu này đâu bọn mình thôi. Không nhỏ mà đây. Dở đi ba ba đâu. Đổ ba đi, ba đây, ba về đi. Ba đi thêm ba nè. Đi thêm ba. Ba trở ba. Ba trở về nè. Rồi muốn gì về về xin ba đàng hoàng. Ừ, đúng chính xác. Để tôi mang quen rồi, cảm ơn. Ờ, tôi cho số hội nè, hai số là bốn cái gì điện. Ờ, tôi đó. Có luôn hả? Ờ, có luôn rồi. Ok, có gì tôi gọi có nha. Có ai mà ai, ai, ai mà đồ bảo kê là tôi bắt luôn hết. Rồi. Ok. Ai đồ ok bắt hết. Ở đây chân. Ờ, lên mạng mà, tôi thấy lên mạng nè. Có lên mạng nè. Rồi rồi. Ở đây dân nắng chứ phải dân hồ, đây là làm miễn phí. Ở đây làm miễn phí không? Okay, không, ta cũng to được chứ, trời ơi, đủ xăng được chứ. Không, là miễn phí á, ở đây. Không, ở đây miễn phí, ở đây miễn phí. Ừ. Rồi, rồi. Có nón bảo hiểm rồi được không? Được, được, không đâu, không sao đâu, tôi... Ờ, à, cho nó cả... À, cậu nắng nó, cậu nó chưa xử. Trời, lấy nón bảo hiểm. Trời, lấy nón bảo hiểm. Trời, lấy nón bảo hiểm, ở đây là... À, về đi. Về. Chút lấy. À, rồi, thôi được rồi, đây. À, về luôn đi. À, ờ. Rồi, cảm ơn nha. Rồi. Bây giờ đưa bé về nha. Giờ đã đưa bé về. Rồi. Về Đồng Nai là Long Thành Đồng Nai. Giờ bây giờ Long Thành Đồng Nai. Bây giờ đồng chí nãy áp tải bây giờ. Bây giờ anh em đội sĩ Hải đã cứu mấy giờ mấy chưa đấy, tôi đi không?
cứu được mấy anh về là rất là vui rồi không? Đi từ ở đội Hiệp Thiên Hải ra thì cũng hai mấy giờ số đã cứu bé được về rồi, giờ cảm thấy của anh hay sao? Cảm xúc của anh sao? Rất là nhìn mình thấy sao? Lúc đầu tiên trước khi đi là có hoang mang, có lo sợ gì không? Hay lớn lên sợ? Mà lớn tiếng lên. Bây giờ sao? Bây giờ yên tâm chưa? Bây giờ con này đang trên đường về rồi. Bây giờ này chú có mừng không? Bây giờ ông mừng, ông nói chúng ta lời. Chú có điều là muốn cảm ơn anh em một chút không? Bởi hiện nay là bây giờ là 14 giờ chiều. Thời tiết bây giờ bên ngoài là khoảng 40 độ C. Đúng không ạ? Rất nóng, nhưng mà anh em chạy trên 20 km về đây để giúp gia đình mình, mục đích chính là muốn tìm được và muốn đưa được, giải cứu được người con gái. Hiện nay có nghĩa là con gái tuổi đời còn nhỏ, chính vì lý do như vậy có thể là bé chưa tự chủ được mà suy nghĩ một cách lông lổi lông can, đúng không ạ? Bé đã đi vào những cái nơi mà không có lành mạnh, mình nói thẳng như vậy đi, không có lành mạnh. Hy vọng là bé gái này quay trở về cùng gia đình ngày hôm nay, là bé gái sẽ đây là cũng phải rút kinh nghiệm và cũng phải nghe lời gia đình. Tình trạng là đi lần sau là cái cơ hội để tìm về là khó hơn lắm nhé. Đấy, giữ bé đó. Rồi. Đi về lần sau là khó, nó không giống lần trước đâu. Vậy là bé đi đến giờ phút này là mấy ngày nhỉ? Hiện nay là bữa là phải trả tiền cho chủ quán là mất 1.2 triệu đúng không? Dạ, yeah, 1.2 triệu là tiền, gọi là tiền xe ôm và tiền cò đấy, mình nói thẳng như vậy đi. Cái mà kỳ trụ là nhiều, không có thu đó là nó kêu cục nhiều lắm á. Đúng chưa? Lúc đầu nó nói vừa nó công an nó mới nó lấy xe ôm thì ôm thôi. Đấy, nhưng mà anh em đây là đi hỗ trợ đúng không? Không, đúng rồi, đấy, không mất gì hết đúng không? Anh em có ai lấy tiền bạc gì không? Có ai lấy tiền bạc không? Ai lấy tiền bạc của anh không? Không đúng không? Duy nhất chỉ có 1.2 triệu là quán người ta bắt là phải trả tiền xe ôm. Đúng không? Để người ta nhận con gái mình làm phục vụ trong đó, ABC đúng không? Nhưng đến giờ phút này thôi thì con gái tuổi đời còn nhỏ, mình về cũng không được không nhé. Rồi chúc anh cùng gia đình từ đây về đến quê nhà mình là đến Long Thành. Cái quãng đường nó bây giờ còn rất xa, 60-70 km đó. Người ta đường cũng đáng đi bình tĩnh đi nhé. Và chiều nay bây giờ nó có thể chiều nó cũng mưa. Hy vọng là về dạy dỗ con, mấy đứa em chúng ta thì nó có giờ tốt nhất nhé. Mình không nên ta dày bé gì cả. Tuổi đời còn nhỏ cho nên người kia chưa nghĩ được nhé. Rồi chúc gia đình đi được lâu đi nghe. Rồi đi, miễn phí 100%. Rồi, về đi. Cảm ơn. Rồi, ok. Về đi em. Rồi.